cả tí đâu. Căng căng cái gì? Hơn tuần. Mình tự té thôi. Được nè ba.
Gì dữ vậy? Thà nó có 2 mấy triệu nhưng nó
Nào ạ? Thì em cứ lâu lâu chạy qua em. Thì được được được. Quen là quen thân, còn đối thôi. Trẻ quá mà. Đúng rồi. Nước ngoài cái YouTube như mì thì sao? Đây. Việt Nam mình chính là gọi rất khó nha. Có gì đâu mà không dám ngủ. Em thì còn đàn ông thì sợ gì đâu. Em ở đây. Không. Mẹ con đi về quê ăn Tết, thằng đó ngủ đây. Đi đâu? Bắt ra được.
sau đi đám cưới con nhà gái. Nhìn thấy ở ngoài sao không chứ đâu có thấy ở trên trâu mới về định ngoài sao nhìn thấy
mới nó cao lên đó là nó khan nó già, nó không trẻ, nó không có già đâu. Tóc ở ngoài trước này mình phải để cho nó phồng lên, mới cao cho nó phồng người ra. Thường trẻ là nó cứ để ra bởi lúc là sau này bây giờ nó mới cao, nó cao chỉ rồi nó già này nó khan lên thiệt, nó không có trẻ. Nè, kết băng đầu cao đẹp hơn. Mẹ bé bữa đi mặc cái đầm thấy ghét rồi. Bữa sau đó hả? Làm mặc đầm đỏ hay gì? Hồng. Để ông Lương dắt đi mua cho 4 cái luôn. Cái đẹp đẹp không? Thank you.